Là giải pháp để mình có thể livestream bóng đá phổi. Thì với giải pháp này thì anh chị có thể là chỉnh được cái góc rất là xa, mình có thể zoom rất là cận anh chị ha. Thì với phương án này á, thì mình lấy trực tiếp tín hiệu từ máy. Máy của mình hiện tại em đang test thử là Sony NX3. Mình lấy trực tiếp tín hiệu vào từ máy quay đi vô cục cam liên là bộ này. Thì mình sẽ đẩy tín hiệu trực tiếp vào máy. Máy á, thì anh chị có thể zoom cận lên. Ví dụ như đây em zoom cận lên ha. Một vật thể rất là xa ở tuốt bên kia của bên em là một cái lens rất nhỏ xíu à. Mình đẩy vô cái bộ là OBS Studio này, xong rồi mình đẩy trực tiếp qua cái nền tảng phở bò luôn, là mình có thể like trên nền tảng phở bò. Đây, độ sắc nét là chi tiết như thế này, cực kỳ chi tiết luôn. Và hiện tại em đang like ở độ phân giải là 1080. Thì với cái nền tảng này mình tiện lợi, mình có thể chỉnh một lúc nhiều hình động, cũng như là mình áp những cái luồng video vào rất là dễ dàng luôn. Đây là máy ảnh Sony NX3, lấy tín hiệu dây HDMI vào cục capture. Anh chị có thể sử dụng dây HDMI này dài khoảng 20 mét vẫn ok, vào cục capture, cáp vô, chơ, vô thẳng vô cái OBS, OBS là vô thẳng đây để mình like. Đây, nền tảng like rất là tiện lợi cho mình luôn. Mất khoảng trải khoảng 5 giây anh chị nha. 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà em đổi tín hiệu từ bên đây qua bên đây. Đây, lên từng sợi lông đây.